câu tiếp của My thấy đã không? Thấy ông Thảo mà nếu ông giải phẫu biết người ông ra làm sao ha. Chắc mập mà lùn, mập mà lùn. Nhưng mà tôi nói hôm nay là có niềm vui rất là vui. Hôm nay là mình được gặp tất cả bà con cô bác người Việt của chúng ta tại trên đất Thái Lan. Cái đó đúng. Và đồng thời tôi nói cho anh nghe, cho bà các cô bác cùng nghe là ngày hôm nay tôi rất là vui. Là nay là tôi mới được báo hiếu bà già của tôi. Anh báo hiếu? Trời ơi, bên này là sứ báo hiếu là phải quan trọng lắm. Báo hiếu cho ai? Báo hiếu cho má của tôi. Trời, cái vụ này lạ nghe. Sao lạ? Hồi đó tôi nghe anh báo hiếu cho vợ anh không à. Vậy sao hả? Anh nói nè. Nói anh sao? Anh nói tôi là vợ ta, tuy không sanh ra ta. Đúng. Nhưng có công nuôi nấng ta. À. Quần áo ta mặc vợ ta giặt. Cơm ta ăn vợ ta nấu. Bởi vậy ta phải có bổn phận coi vợ của ta giống như là mẹ của ta. Bậy tầm bạ, không có đó, tôi nói cho anh nghe chơi thôi. Chứ còn tôi nói cái này là báo hiếu rõ ràng, báo hiếu cho mẹ của ta. Báo tại vì mẹ. Thường thường câu tục ngữ ca dao của Việt Nam chúng ta thường có câu là trai thời chữ hiếu làm đầu. Đúng. Gái thời tiết hạnh phao câu cánh mề. Bậy tầm bạ không mà. À, không phải không phải. Gái thời tiết hạnh là câu trao mình. À, trao mình. Tại nhậu nhiều quá quên. Anh không nghe ta nói bên nước ngoài bây giờ câu tục ngữ nó khác. À. Người ta thường nói là kính vợ là đắc thọ. Ông kính lão đắc thọ. Ông kính lão là bên kia, còn giờ qua nước ngoài là nó đổi rồi anh ơi. Ta phải nói là kính vợ mới đắc thọ. À. Sợ vợ mới sống lâu, nể vợ mới bớt u sầu, còn để vợ lên trên đầu là trường sinh bất tử. Đúng không? Mấy anh đồng ý không? Thôi đất ơi, hàng chi lúc này đầu anh tóc mọc không nổi nha. Trời, no đồ của ta đó anh ơi. Cho nên là nói nghe là báo hiếu là quan trọng lắm. Cho nên là sẵn dịp có bà con cô bác ở đây nghe. Bây giờ tôi hát cho anh nghe một bài hát tặng cho tất cả bà con cô bác. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ về cội về nguồn. Bây giờ xin gửi đến quý vị một bài hát nhớ về ơn sinh thành dưỡng dục. Bài hát được mang tựa đề Ơn Nghĩa Sinh Thành. Đó, má tôi ngồi dưới, má tôi ngồi dưới. Bây giờ coi tôi báo hiếu cho má tôi nghe. Dễ thương quá, dễ thương quá. Ơn đức sinh thành làm con phải nhớ. Nhớ sao? Công cha như núi thay sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Quá hay, quá hay. Ơn đức sinh thành làm con mình phải nhớ. Công cha như núi thay sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Rồi sao nữa, sao nữa? Ơn đức sinh thành làm con mình phải nhớ. Công cha như núi thay sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ơn đức sinh thành. Gì cha? Trời ơi, cái ông nào tác giả bài này chắc lùn dữ lắm à. Sao vậy? Con khúc gì hát hoài à trời. Ở trên nãy nó câu tục ngữ lại gì? Là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì đúng rồi, tôi mới hát đầu nguồn mà. À? Tôi hát chừng nào chảy tới cuối nguồn mới hết bài này chứ. Trời ơi, chừng nào mới hết? Chừng nào tới cuối nguồn nó hết. Thôi, nói nghe nè. Anh báo hiếu như vậy á là cũng còn thiếu. Hiếu làm sao? Anh báo hiếu là anh phải kể luôn công ơn của những người cha mẹ đã sanh ra những đứa con gái, nó không nhỏ xíu còn bồng ẩm trên tay vậy nè, rồi nuôi nấng nó lớn lên, không điện nước đầy đủ, dám gả cho những thằng giống như mình vậy nè. Ý anh nói là nhớ, không những nhớ cha mẹ của mình, phải nhớ tới cha mẹ vợ nữa chứ gì. Cha mẹ vợ nữa. Nhưng mà tôi biết ở đây có nhiều người không bao giờ dám nhớ về cha mẹ vợ. Sao vậy? Tại vì nó sanh ra cho mình một cô vợ quá dữ. Rồi sao nhớ nổi? Thấy không, mấy anh quái liền. Thấy không? Trời ơi, sao nhớ nổi anh ơi? Không, tôi nói nghe nè. Vợ anh sao không biết, vợ người ta sao không biết. Nhưng mà tôi mới lấy được một người vợ, ta nói tôi đã lắm, hiền thục, dịu dàng. Nổi nghe cái tên thôi là hết hồn liền. Trời ơi, chả khen vợ, chả dữ vậy trời. Nghe cái tên không là biết nó hiền dịu rồi đó ha. Hiền dịu lắm. Đâu, anh nói cái tên nghe tôi thử coi. Vợ tôi có cái tên đặc biệt lắm. Nàng được mang tên họ luôn là có 4 chữ T tất cả. Cái tên người yêu của anh có 4 chữ T. 4 chữ T. Vậy là tôi biết rồi. Tên gì? Tình tiền tù tội. Bậy nó bạn không à. 4 chữ T. Không phải. Không phải ha. Cái tên 4 chữ T mà nghe nhẹ nhàng tha thước lắm. Trời ơi, cái tên người yêu nghe nhẹ nhàng tha thước. Tên gì nói nghe coi. Nàng được mang tên là Trương Trần Thủy Tạ. Trời ơi, tên Tạ mà hô nhẹ kìa trời. Anh biết Tạ Việt Nam là nhiêu không? Là nhiêu? Tạ Việt Nam là 100 kg. Trời ơi, 100 kg mà nó nhẹ. Vậy vậy hả? Trời ơi, nặng gần chết ông ơi. Không, cái tên thôi à. Cái tên thôi. Chứ tướng tá của nàng
thon thả nhẹ nhàng lắm. Nhẹ nhàng lắm ha. À, đâu anh diễn tả thử coi đẹp tới cỡ nào. Muốn diễn tả phải không? Diễn tả được rồi. Diễn tả cho anh nghe là diễn tả đặc biệt luôn. Đặc biệt là sao? Vợ tôi mang tên là bốn chữ T phải không? Đúng rồi. Giờ diễn tả nhan sắc của nàng, tướng tá của nàng bằng một dần chữ T không? Diễn tả nhan sắc mà bằng chữ T luôn. Vậy mới nói. Khó khăn lắm à. Bắt đầu nghe nghe. Tao diễn tả coi. Tóc nè, tóc. À chữ T, chữ T. Tóc là T, tóc là T. T, T rồi tiếp. Tóc. Tóc tạ tợ tóc tóc trâu. Chữ T luôn á. Giả cho mắt anh bây giờ. Tóc trâu là tóc gì? Tóc trâu, tóc dựng đứng giống tôi nè. Trời ơi, nó là lông trâu hay tóc trâu gì cha? Vậy cái tóc gì? Không, nghe nè, từ từ nè. Tóc tạ, tợ, tóc tiên. Tóc dài vậy đó hả? Trời ơi, lấy mấy con vợ nè, tốn xà bông dữ lắm. Trời ơi, ngày nó gọi chừng hai lần không là sạc nghiệp á. Không có, tóc dài vậy mới đẹp, phụ nữ Việt vậy Nam đẹp mà. Rồi, còn có gì nữa không? Này ngon hơn nè, kế cái tóc, cái trán. À, tráng chữ T nữa, tráng, trời, tráng này dễ kiếm quá ta. Tráng tạ, trợt hả? Tráng bị trợt. Nó trợt khỏe gì? Đó chữ T đó. Tầm bảy tầm bả không mà. Làm gì anh vuốt dữ hả? Tráng của con trai Việt Thảo mới trợt. Tráng vợ tôi không mới trợt. Sao tráng người yêu anh sao? Tôi đang tìm cái từ, tráng cao đó. Cao đó mà nói cao đó có được. Nghe nè. Tráng tạ, tráng tâm thớt. Rồi vậy gặp người yêu anh, tôi tưởng tượng tôi đang đáp xuống sân bay Bangkok. Ủa sao vậy? Rồi tráng tâm thớt là biết tráng gì không? Ra tráng đường gì? Gặp người yêu anh cái nói ô kìa, một người yêu có nhan sắc sáng chói. Sáng chói nghe. Sáng chói có nghĩa là sói tráng. Trời ơi, tôi nói sói tráng cái tôi thấy trời chú Ba với cô Kiều dưới kìa ông nội ơi. Trời ơi sao nay ông sáng dữ vậy trời. Trời ơi. Để hồi mình tính. Không, vụ đó tính sao đi. Bây giờ tôi nói nghe. Tiếp là tráng là tới gì? Tôi kể tiếp cho nghe. Cái này ngon lành hơn, đặc biệt hơn. Tai sao? Tai. Cái tai hả? Tai có tật. Có tật sao? Tai có tật, cán giá vậy hả? Trời ơi, đàn bà gái tai vậy chịu nổi không? Trời ơi, cưới mấy nhỏ này về không biết tối sao động phòng trời. Trời ơi, đội nó cởi không tới sáng. Ai? Gì tay kỳ cục vậy? Chứ sao anh diễn tả đó? Không có phải. Nghe nè, ta đang tìm cái từ mà cái tay dài đẹp lắm. Tay dài đó hả? Tay thước 8. Dài tới mắt cá luôn á. Vậy gặp người yêu anh, tôi tưởng tôi đang đi thăm sở thú. Sao vậy? Vô mấy cái zoo á. Trời ơi, đàn bà gái tay thước 8 đi ra đường nó đi vậy nè. Ê! Tao người tay dài chứ đâu đi lòng thầm ghê vậy cha. Cái tay thước 8 tay dài quá anh đi sao? Không, tay dài như đi tướng dáng khéo đẹp lắm. Dáng khéo luôn hả? Đang đi dáng khéo đi sao đây? Nãy tôi nói con khỉ, xin lỗi anh không phải khỉ. Không phải giờ mà anh làm tôi mới biết nó là con dượng. Tay vậy cũng khoe nữa ông ơi. Không thầm bảy thầm bảy mà. Vậy là có người yêu ngon lành rồi phải không? Không, nó giỡn chơi anh vui thôi cho nó nghe nè. Anh hát mà anh hát cái bài mà ơn đức sinh thành đó là còn thiếu. Thiếu nữa ha. Hát mà những không khí như vậy nè. Phải hát những cái bài hát mà kêu bằng những cái không khí mà đầm ấm gia đình. Phải hát phải kể rõ. Phải nói tạ ơn từng người luôn, cảm ơn từng người luôn mới được. Vậy hả? Bây giờ anh có bài gì anh hát anh tặng bà con cô bác đi. Tôi hát cho anh nghe một bài hát. Nhạc Việt Nam nghe. Nhạc Việt Nam. Mà nổi tiếng thế giới nghe. Nổi tiếng thế giới luôn. Được dịch ra cái tựa Mỹ luôn á. Tựa Mỹ luôn á, nhạc tên gì? Bài hát được mang tên là My Family. Ủa dịch ra tiếng Mỹ sao giống tiếng Việt Nam vậy ha? Sao tiếng Việt Nam? Anh mới nói đó, bài hát nổi tiếng được mang tựa đề Ai Ăn Khoai Mì. Không. Bài hát được mang tên là My Family. Có Ai Ăn Khoai Mì đó. Không phải, My Family á. Nghĩa là gì? Là câu chuyện của gia đình tôi. My family. Trời ơi, my family, ông nói ông xuống dấu làm chi? My family. Tôi tưởng là ai ăn khoai mì. Mấy đồ ăn mà. Vậy là nhạc Việt Nam mà dịch ra là Mỹ phải không? Dịch gần nha. Đâu, hát thử nghe. Trời ơi, giống nhạc Thái Lan quá vậy trời. Ba tôi muốn cưới má tôi,
Má tôi bả chịu mới làm vợ ba tôi. Sau khi làm vợ ba tôi, người ta mới biết là hai vợ chồng. Sau khi bà lấy ba tôi về nhà, bà đẻ thằng đầu là tôi. Từ khi bà đẻ tôi ra, bà đẻ thêm thằng nữa là thằng em tôi. Sau khi bà đẻ em tôi, bà không chịu nghỉ, bà đẻ thằng thứ ba. Rồi từ khi thằng đó sinh ra, bà đẻ thêm thằng nữa là nhà tôi bốn thằng. Sau khi chưa thấy bài nào vô duyên như bài này. Không có tự nhiên nó đẻ hết đằng này tới đằng kia. Gia đình lên mấy người? 15 người. 15 người hát bài này tới sáng. Có bài gì vô duyên quá ông nội ơi. Không được ha. Ừ, không tự nhiên cái bà tôi ấy má tôi. Thì cục quá. Bây giờ tôi nói nghe nè, thôi vậy hát không được đâu, thôi giờ đề nghị vậy, giờ đề nghị hai anh em mình hát một bài song ca thiệt là vui à. Tặng cho tất cả bà con cô bác tham dự chương trình đại nhạc hội hôm nay được một đêm thật là vui tươi và hạnh phúc. Đồng ý không? Dạ, cảm ơn tất cả quý vị ở đây. Cùng chúc bà con sang giàu và luôn hạnh phúc. Cùng chúc chị em các bà càng luôn đẹp xinh. Xin chúc mọi người luôn may mắn, luôn nở nụ cười trên môi thắm. Thiết tha yêu đời, thiết tha yêu người hạnh phúc nơi đời. Thiết tha yêu đời, thiết tha yêu người hạnh phúc nơi đời. Thiết tha yêu đời, thiết tha yêu người. Bạc tiền anh chẳng là bao, những tình yêu vô bờ bến. Yêu